tội nghi. Tặng em này. Cảm ơn anh. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Từng ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn lên từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Tuệ Nghi, anh biết là làm như vậy là quá vội vàng, nhưng mà ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có tình cảm với em rồi. Em hãy cho anh một cơ hội để anh chứng minh tình cảm của anh dành cho em. Anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em buồn. Anh sẽ làm tất cả vì em. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Nhật Nam, em... em đồng ý. Anh làm vậy em thấy ngại quá à. Thôi đi lẹ lên, người ta nhìn kìa. Đi. Mình quan tâm làm gì? Trời đất ơi, không lo sao được, lỡ không kiếm được là sao? Thì khỏi thi luôn chứ sao. Nói chuyện què vốn quá à. Sao rồi anh? Chẳng sao gì nữa, nhìn là hiểu rồi. Hiểu gì đâu. Không có kiếm được ai hết đúng không? Không phải, người thì kiếm được rồi. Hôm bữa tôi đi với cả chị Ly Kiêu với cả anh Seven sang bên cái chỗ đấy đấy, thấy có ông cũng được. Hay quá, vậy bây giờ anh kiếm được người rồi. Mà sao nhìn anh có vẻ bực bội vậy? Hai người không biết đâu, cái tên nó trướng lắm. Phải thuyết phục hắn cơ. Trướng hả? Ừ. Vậy giờ sao? À, hôm ấy ngày mai ba tụi mình qua bên đó nói chuyện với ông ấy xem như thế nào nhá. Ừ. Thế thì à, đừng có buồn nữa. Tụi tôi chắc chắn sẽ tìm ra người thi đấu kiếm tiền cho bà. Cảm ơn hai ông nha. Trời ơi, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Bạn bè với nhau mà. Thôi bây mình đi uống nước, tôi bao. Okay. Nhá. Đi. Đi. Đấy, có thấy không? Cái người đấy đứng bán hủ tiếu ấy. Thôi, mình đi với Kenji vào đi. Cô không vào đâu. Cái gì? Trời ơi, ông này là ai nha? Ông dẫn tụi tôi tới đây gặp cái bạn đó. Bây giờ ông nói em không vô. Chứ lại có một mình ông biết à. Tôi Kenji có biết đâu. Ông phải vô á. Phải rồi đó. Anh dắt tụi em tới đây rồi thì phải dẫn vô chứ. Thôi, không phải. Như này này. Cái ông ấy đáng ghét lắm. Tôi mà vào là bị đuổi ra ngay. Trời ơi, quyết định nhanh đi trời. Nắng quá nè.
Rồi, tôi có cách. Đi. Các bạn ăn gì đấy? Ông cho tôi một tô hủ tiếu không hành, ít giá, nhiều rau và đặc biệt là không lấy thịt có mỡ. Còn tôi là cho một tô mì nhiều giá, ít hành, ít tỏi phi, thêm hoành thánh đi. Rồi okay. Đặc biệt là không lấy mì nha. Thế bạn? Mình không ăn. Ok, hai tô nha. Sao hai ông làm khó người ta dữ hơn ông vậy? Khó cái gì? Bà không biết đâu. Hôm trước nhá, cái ông này nhá, ông ấy bảo tôi là ăn trộm, còn định dẫn anh lên công an nữa cơ. Sao ông nói em sớm? Biết vậy là em chơi dài hơn rồi. Đúng. Cái gì vậy? Mục đích của tụi mình tới đây là để làm gì? Đến đây để mà mời bạn vô nhóm. Mời bạn ấy vô nhóm? Chứ không phải là để làm khó người ta đâu. Công nhận, việc thi khó. Hai tô. Cảm ơn. Đi nãy giờ hết nước chết vậy? Vô lấy nước cái gà liền nha. Rồi anh bịt mặt vậy sao ăn? Có cách. Ê, là ông đấy à? Ông đến đây để gây sự đúng không? Đâu, tôi đến đây để mà ăn hủ tiếu mà. Ăn hủ tiếu cái gì? Gọi món mà làm khó người ta như thế à? Đâu, ông ơi. Ra là tụi tôi chỉ muốn tới đây để mời ông vô nhóm thôi. Đúng rồi. Nhóm gì? Tôi không vào đâu. Hôm bữa ông vào quán là tôi thấy ông không phải là người tốt rồi. Ê, ông nói chuyện đàng hoàng nha. Không phải người đàng hoàng sao lần được nghe những lời đàng hoàng? Ông này. Tôi không vô nhóm đâu. Tại sao không vô? Dạ, anh chờ tí ạ. Khách kìa. Sao bữa giờ ông không thấy con tới vậy con? Dạ, tại bữa giờ con cũng bận học á ông nội, cho nên con không có đến thăm ông nội được. Ông nội đừng có giận con nha. Mà thằng kia ở đâu nó không tới cùng con vậy con? Cái thằng này thiệt à. Thôi ông nội đừng có trách anh Kiệt. Ảnh mới chở con tới đây á. Bây giờ ảnh đi mua đồ cho ông nội rồi. Ảnh thương ông nội nhiều lắm luôn á. Đúng rồi, con có nấu món này cho ông nội ăn nè. Tới thăm được rồi, nấu chi mà cực khổ vậy con. Những cái món này á, là con tự tay nấu á nha. Ông nội ăn rồi gấp ý kiến cho con, để con có động lực mới mốt nấu cho ông nội ăn tiếp. Được. Ông cứ coi con như là anh Kiệt vậy đi. Vậy là ông nội có hai đứa cháu luôn. Để con thỏ cho ông nội nha. Nè, nó nóng không nội? Được. Ngon không nội? Ngon. Ngon lắm con. Nhỏ này, nó đút tôi làm như tôi con nít gì đó. Cái con nhỏ này liên lạc nãy giờ không có được nữa.
Ủa Kiệt, con ngồi đây nãy giờ con có thấy tự nghi đâu không? Chú liên lạc hoài mà không được. Tự nghi dạ con không biết nữa. Sao lại không biết? Hai đứa thân với nhau lắm mà, đi đâu cũng hai đứa. Mà sao bây giờ con nói không biết là sao? Đang có chuyện gì giấu chú đúng không? Dạ không có gì đâu. Con không biết Tự Nghi đang ở đâu chú. Nói thật chú biết đi, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ nói cho chú biết Tự Nghi đang ở đâu. Chú đừng có lo lắng. Con nghĩ bây giờ chắc là Tự Nghi đang vui vẻ, hạnh phúc ở một nơi nào đó. Đang vui vẻ, hạnh phúc một nơi nào đó. Thôi chú hiểu rồi. Tụi con còn nhỏ lắm, chưa đủ để hiểu hạnh phúc là gì đâu. Hạnh phúc chỉ là một thứ vô hình thôi con ạ. Đôi khi con thấy hạnh phúc hiện hữu trước mắt trong cuộc sống này đó, nhưng mà con không thể nào chạm vào nó được. Con có biết không, để có được hạnh phúc, đôi khi con người ta phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Họ phải trải qua rất là nhiều khó khăn gian khổ và sóng gió trong chính cuộc đời của họ. Thậm chí có người đánh đổi cả tuổi xuân của mình chỉ vì hai từ hạnh phúc. Nhưng mà con có biết không, đôi khi hạnh phúc á, nó cũng đến từ những điều rất là giản dị, bình thường trong cuộc sống này. Vì vậy khi mình hạnh phúc, con phải biết cách gìn giữ và trân trọng nó.